Thời gian gần đây, ngành du lịch và chỗ ở dạng homestay đang trở thành xu hướng phổ biến, thu hút sự quan tâm của nhiều người muốn kinh doanh trong lĩnh vực này. Để tham gia vào hành trình phát triển homestay, quy trình đăng ký địa điểm kinh doanh homestay trở thành một bước quan trọng đối với những người chủ nhà mong muốn cung cấp trải nghiệm độc đáo và ấn tượng cho du khách. Hãy cùng công ty luật ACC tìm hiểu thông qua video sau. 1. Các yêu cầu về địa điểm kinh doanh homestay. Khách hàng cần lưu ý những vấn đề sau khi mở địa chỉ kinh doanh homestay. Yêu cầu chung: đảm bảo an tinh, an toàn, dễ tiếp cận, thông thoáng và đầy đủ những đồ đạc thiết yếu như giường, đèn điện, chốt cửa phòng, quạt điều hòa, bọc chăn, bọc gối, khăn tắm khi có khách mới, khăn mặt và quan trọng hơn cả là phải có phương án phòng chống cháy nổ. Hình thức hoạt động: homestay của bạn phải cung cấp dịch vụ lưu trú và mang đến những trải nghiệm sống như những người dân bản địa thực thụ. Luật du lịch đã quy định, bản niêm yết giá công khai bao gồm tất cả các dịch vụ là điều bắt buộc để bất cứ homestay nào đều có thể chính thức đi vào hoạt động. Đảm bảo không gian chung và diện tích phòng ở homestay theo luật du lịch, cụ thể là phòng đơn bắt buộc phải rộng trên 8m² và phòng đôi tối thiểu 10m², phòng vệ sinh nhỏ nhất là 3m². 2. Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh homestay. 2.1. Đăng ký giấy phép kinh doanh. Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết rồi sau đó gửi cho phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, đồng thời đóng đầy đủ các lệ phí UCA. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm các thông tin cá nhân, bao gồm tên của hộ kinh doanh homestay, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ kinh doanh chi tiết, ngành nghề kinh doanh dịch vụ du lịch homestay, họ và tên của người đại diện lập ra hộ kinh doanh homestay, bản sao số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và chữ ký. Homestay chính thức đi vào hoạt động với số lượng lao động cụ thể. Kê khai thông tin về mức vốn đã bỏ ra. Bước 2, hồ sơ bạn gửi kể trên sẽ được xử lý kỹ càng và trong vòng từ 1 đến 3 ngày bạn sẽ nhận được kết quả, cần lưu trữ và trình biên bản nhận hồ sơ. Bước 3, cơ quan đăng ký kinh doanh của quận sẽ tiếp tục gửi bộ hồ sơ đến chi cục thuế sau khi hoàn tất đề nghị cấp giấy phép để hoàn thành các thủ tục với thuế dựa theo các quy định của nhà nước. 2.2. Một số giấy tờ cần thiết khác. Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy và chữa cháy, phòng cháy chữa cháy. Theo Nghị định số 46/2012/NĐ-CP và Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định, kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay bắt buộc cần có văn bản cam kết bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Vậy nên, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ quan trọng sau đây và gửi về Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy trực thuộc Bộ Công an để xin cấp phép giấy chứng nhận này. Văn bản đề cập về việc cam kết đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Bản thống kê bao gồm các phương tiện phòng cháy chữa cháy hoặc cấp nước, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp theo quy định của Bộ Công an hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy. Bản sao văn bản thẩm duyệt và kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại phụ lục 4 ban hành kèm theo nghị định. Bản liệt kê các phương án phòng cháy chữa cháy. Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự. Và cuối cùng là chứng nhận an ninh trật tự được cấp phép bởi Bộ Công an theo nghị định số 72/2009/NĐ-CP. Giấy này bao gồm và quy định những điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do chính phủ ban hành. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, chứng nhận đầu tư đăng ký thuế đối với các tổ chức sự nghiệp có thu, đăng ký hoạt động đối với chi nhánh doanh nghiệp, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bản khai lý lịch của những người quy định tại khoản 1 điều 4 nghị định này có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp. Nếu là bạn người ngoại quốc hoặc người Việt Nam nhưng định cư ở nước ngoài thì sẽ cần phải có bản photocopy thẻ cư trú, bản khai nhân sự, bản photocopy hộ chiếu, xuất trình bản chính để kiểm tra. 3. Thời hạn xin tất cả các giấy phép kinh doanh homestay là bao lâu? Thời gian thực hiện của từng quy trình đăng ký địa điểm kinh doanh homestay. Đăng ký giấy phép kinh doanh, thời gian xử lý hồ sơ là từ 3 đến 5 ngày làm việc. Xin cấp giấy phép xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, thời gian xử lý hồ sơ là từ 10 đến 15 ngày làm việc. Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy và chữa cháy, phòng cháy chữa cháy, thời gian xử lý hồ sơ là từ 10 đến 20 ngày làm việc. Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, thời gian xử lý hồ sơ là từ 5 đến 10 ngày làm việc. Vậy, thời hạn xin tất cả các giấy phép kinh doanh homestay là từ 28 đến 50 ngày làm việc, tùy thuộc vào từng địa phương và loại hình kinh doanh. 4. Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh homestay tại ACC. Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp, hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ. Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn, an tâm cho khách hàng. Không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà. Có hợp đồng cam kết trách nhiệm. Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần. Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng. Hy vọng thông tin này hữu ích. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với số hotline 1900 3330 hoặc website accgroup.vn để được tư vấn tốt nhất nhé. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.